Dạ Tân xin chào cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh Tân nha. Hôm nay là đi chợ sáng thứ 6 ngày 26 tháng 8 cô chú anh chị. Thì hôm nay tiếp tục đi chợ đầu mối Bình Điền để cập nhật giá cả hải sản như là nghêu sò, ốc hến, cá, tôm mực hay nội nha. Thì hôm nay xin mời cô chú anh chị mình cùng đi theo Tân để trải nghiệm và xem giá cả như thế nào của ngày hôm nay nha. Thì cô chú anh chị nào có đặt hàng của Tân thì cứ nhắn trực tiếp vô số điện thoại trên màn hình nha cô chú anh chị. Tân không có nhận hàng ở bên số Zalo nha cô chú anh chị, thông cảm chỉ nhận một số duy nhất đó thôi. Số Zalo thì nó hay bị lỗi, bị sót tên của cô chú anh chị mình. Thì cô chú anh chị cứ nhắn vô cái số điện thoại ở trên màn hình thôi. Thì nhắn vào buổi sáng là tốt nhất nha. Buổi tối nhiều khi nhận đơn nhiều quá rồi cái tối Tân không có kịp. Thì cô chú anh chị mình nhắn buổi sáng thì Tân sẽ tranh thủ mua cho cô chú anh chị mình. Còn cô chú anh chị nào mà Tân còn bị nợ đơn á, ví dụ mua thiếu món này kia nọ, cô chú anh chị mình thấy bữa hai bữa không có đồ, cô chú nhắc lại hỏi đồ của cô chú có chưa để Tân rà soát lại những cái đơn đó và mấy cái ngày có đồ Tân sẽ mua gửi qua nha cô chú. Bữa nay có mực ống lao vô không nhớ? Ông lao hôm nay có vô không? Hôm nay có ông lao vô không? Có ông lao năm một rồi. Có phải không? Để có. Biết. Tết thì hết Tết đi qua. Xịn sò luôn hả? Xịn sò luôn. Vậy là có mực trứng đúng không? Có trứng luôn, trứng nưa luôn. Trứng nưa luôn hả? À. Trứng này giá nhiêu ạ? Trứng này bán 780 mỗi trứng. Bán cao dữ vậy? Tại vì hết con nước, đồ hết chứ. Qua bình thông lên là trăm mấy trăm tám, ví dụ như vườn quê này 170 món đây 180, còn bán chợ thì ít, chợ hút thì mấy trăm tám, chợ dạo thì cũng bán bằng giá món. Để xíu có gì vô điện anh nha, anh lấy mớ ông lao. Có ông lao ông hoài thì kiếm chết luôn có. Hết nước rồi ông lao này chợ hút lắm, ông cá thì có ông lao hết. Nay anh đi chợ sớm. Ừ, có chừng 3-4 thùng. Hôm nay đi chợ sớm. Chợ sớm dặn những cái đồ khó mua cho cô chú anh chị mình để đi chạy chạy không có đơn hoài cũng kỳ. Gà Tân tranh thủ đi dữ lắm, đi sớm. Trời ơi, có nay có cá hường nanh luôn. Đóng hồng gọn không? Phải có nhiều điện bự bự rồi bạn. Nhưng nào biết nào có vô cá hường nanh bự bự này bạn. Đi sớm mua đồ ngon. Có nhiều đồ ngon mình lấy trước. Có nhiều đồ ngon mình vô mình lấy trước cho. Trễ là bà Út vào lấy hết. Đúng rồi, mình đi. Mình đi sớm để mua trước của mấy bà hết trơn, mấy bà không có gì nhà bán lẻ. Đó, thấy ghê không? Đó, đồ ngon bây giờ mình đi sớm hơn bà nữa, bà già bà sao lấy sức 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 hết nổi một mình. Đúng không? Đúng. Rồi. Coi xong mai bà chửi bạn nữa nè. Có điện like luôn. Ờ. Nghị quý theo dõi luôn. Tôi mấy bà bạn hàng coi kênh của Tân là tối ngày lên coi kênh xong rồi vô chửi mấy người lính giữa không à. Cười chết luôn. Mua mà có bán người bán cho Tân, không bán cho tao, có bà đồ ngon bán cho nó chứ. Cười phải mấy bà. Thuộc đây, thuộc máy vô luôn, thuộc máy nhà, máy nhập về luôn. Quá xá buồn luôn đó nha. Hôm qua căn về có chị này chứ mắng vốn quá trời luôn ta. Mà cũng ngộ nào giờ đâu gặp trường hợp này đâu. Căn sau à, mấy sau mà tuột quá về là cái 4 cái tuột nhỏ 150 đó. Về bán lao cái căn còn có 3,6 à, 3,5-3,6 à, là sao? Căn đủ đó rồi. Còn giống như cái nào vậy đó. Thì bởi vậy nào giờ anh đâu có cái vụ này đâu mà về thường thường ai cũng không có cái về anh căn thì thấy nó cũng đủ mà sao kỳ. Thường thường nào giờ dựa ông căn mà bán đồ mối mà đâu có ai cần thiếu. Ví dụ mà thiếu cũng đâu mà thiếu nhiều vậy. Đúng không? Căn thịt 2 kg mà 2 kg mà.
này tụt mới vô. Còn cái gì mật mà 6 kg chỉ ra cân còn 5 kg 2 anh cũng chịu luôn, không biết sao nổi luôn. Mà cô vừa vụ của chú Bảy Hoàng cân đâu có lời nào, thì từ rủ chú Dương Lạng không, từ đó giờ không hiểu cái đó là thật sự tân cũng không hiểu. Có mấy lần rồi người khó tính, bữa nay để coi gì coi dặn làm cho anh á. Nay giá nhiêu không chủ? Nay giá nhiêu ạ? 7 à. Giá cũ hả? Nói chung là con tuột này ra ít nhiều gì nó cũng phải ra miếng nước chứ mà không phải mà mất nhiều vậy là không hiểu nổi. Mấy vựa ở đây bán nếu mà mất nhiều quá bàn hàng không ai mua đâu. Thật sự là con tuột này tăng mua chừng 10 kg ha, 10 kg 15 kg mà mua mà để lâu thiệt lâu rồi mà về chia ra, thí dụ như mất dữ lắm là mấy vựa cân mất lại mất chừng nửa ký nước á. Mà có tại nó ra nước nó hao á thì về tăng cũng chia ra từng người. Đó thì mất cái đó là phần đó tân chịu, tại chia ra thì nhiêu ghi nhiêu mà. Ví dụ cô chú anh chị nào mà 1 kg 9 tân cũng ghi 1 kg 9, không bao giờ ghi 2 kg. Ôi cô chú anh chị mà mua đồ tân hoài biết á, ví dụ không phải 1 kg 9 ghi 2 kg cho tròn là không có đâu. Này tuột đẹp quá, xá tuột mua 1 kg mà 9 lạng cũng như là 9 lạng chứ không bao giờ mà ghi tròn 1 kg nữa. Là mấy cái đơn mà cô chú anh chị coi biết mấy cái trứng này ăn được không? Được anh. Làm gì vậy, chiên hả? Dạ. Dạ. Trời ơi, cá đuối quá sát cái túi luôn. Cá đuối gầy giá nhiêu rồi chị ơi? Quá trời trời. Đó, uống đỏ đừng ơi, uống đỏ. Uống đỏ. Con uống sao? Uống bán nhiêu vậy? Bắt đầu đi gom đồ đó. Sáng nãy rồi gom đồ xe ra. Có nhiều đồ ngon quá, gom về hết vừa bãi vậy đó. Muốn sao bự quá con, 5-7 kg. Có phải không? Có một con nó đem về 5 kg mấy mới về sống nhăn là bị kia nó đưa cho một con dạ, một con ngoài thì nó đẹp. Còn sống là chưa nấu phải không? Cái chứ 5 kg mấy đâu có xài bự quá. Tao dặn nhỏ. Có 4 kg không? 4 kg rồi. Tính đi vòng vòng mua đảo mua lẻ mà gặp bà phát hiện à, cô chú anh chị ơi. Bà tối là bà đi mua đồ ngon gom về hết giữa bà sáu á, đâu rồi mới phân phát ra bạn hàng. Có nhiều bà mua đồ hệ ở đâu tất cả dựa nậu trên lên đây có đồ ngon cái là điện bà gì lại gom về đó. Cái giữa bạn hàng gom vô mua chỗ bà. À, chào bà luôn hả? 20 con. Mày nhiều và mua sớm nè, mua vậy này gửi đem nhiều bên Mỹ mua không gần một chuyến. Tôm đẹp quá à, 3,5. Từ gan à, không biết say này có bán 20 con, có bán không? Hết giá luôn hả? Giá cho thằng mua. Anh em mình không nói thách đúng không? Không. Giá cho thằng mua là lấy em 5 kg rộng này. 5 kg rồi để đi. Rộng sao mà lại. 5 kg. 5 kg thôi. 18-20 phải không? 18-20 rồi. Hôm nay giá nó cũng mềm rồi đó chứ. 18-20 mà. 18 con hả? Tôm thấy lớn mà, lớn con mà. Tôm nó nay giá như mềm rồi đó chứ. Có lúc không có 380-400 ngàn luôn chứ rồi đó. Rồi. Cái 2 năm trước là 500 luôn, cái cờ cái hồi sau cái dịch đó 500 ngàn. Cái này nó không chết giá, nó dù hoài á. Tôm sú lúc nào nó cũng giá tầm 350-380-370, 20 con. Tôm này lớn lớn con của chú anh chị, lớn tôm đẹp 5 kg nha anh ơi. Dặn sớm đi, sớm mới có tôm lớn nha, đi trễ hồi không có nữa nè. Giờ trả tiền luôn rồi, thôi gọng giùm em nha. Rồi lát kia nó gọng rồi.
chị mua cá kèo, nhưng mà mấy nay thì cá kèo nó không có lớn. Út Nhí, cá kèo này có lớn không? Có. Lớn nhiều, giá nhiều? 2 xị. Dạ, hổm gà không có lớn, bữa nay có phải không? Lấy 5 ký. 5 ký lớn nhất nha. Thì bơm cho em cả tầm 2 giờ em lấy. Dạng trước, bây giờ mua cá sống trước chứ để ngồi mua cái hàng đó khi nó không có. Hôm nay nhiêu người đẹp ơi? Hả? Cái con lao nay nhiêu ạ? 95 hả? 200. Sao không bán 95 mà bán 200? Hôm nay thứ bảy đâu, bữa nay thứ 6 à? 6 rưỡi rồi. Gì? 6 rưỡi rồi. Giá cũ được rồi. Có 5 ký 2 con à. Này tôm giá cũ à anh? Giá cũ hoài. Giá cũ thì bán giá cũ. Tôm này trứng nhiều vậy? Tôm trứng có gạch hả? Có gạch hả? Này giá cũ luôn rồi, 120 luôn hả? Thôi nhiều ký. Lựa đều đều 25 con nha, cái này nhỏ quá. Như qua vậy đó, đừng rất nhỏ quá ha. Để em coi nhiều ký ha. Cái hàng này đi nó đẹp hơn. Thôi mua người ta chẳng mua 120 cái đẹp. Thằng này giá này qua chứ gì? Giá nhiêu mà khác? Trời ơi, đừng 28, 78 con gì. Cái này hả? Ừ. 7 con. Hả? Sao? Tôm này trứng nhiều. Đây á, tại mới lựa ra vậy đó, có thấy họ lựa đều đều chưa? Rồi lựa làm đều đều, có rất nhỏ nè. Để em lấy nhỏ ra, lựa đều đều cho 25 con. Lựa 25 con ha. Bớt tôm trứng ra cũng được. Để cộng mới biết không quên. Này lựa luôn. Xịn luôn nghe cô chú anh chị. Đó. Gạch son luôn hả? Ừ. Ưu tiên luôn, đi sớm rồi anh ưu tiên luôn. Đó, tại mình mua mà quen biết với lại anh em rồi xưa làm chung rồi biết nhau á, nên nó cũng rất là dễ mua đồ của anh chị. Ưu tiên lắm, với bạn hàng lẻ chưa chắc gì được ưu tiên như Tân đi chợ gì luôn á. Tại vì cái chợ này Tân quen biết rất là nhiều, tại mình làm tính ra cái chợ này cả chục năm rồi, là cái sự quen biết của bạn bè ở trong chợ á, nó cũng có lợi lắm chứ bộ. Cho nên mua đồ nó có cái được cái sự ưu tiên hơn những cái bạn hàng lẻ, và mình có được cái kênh YouTube nữa, thì nói chung nó cũng có được cái lợi thế hơn. Thì vậy mấy cái người mà nói cần thiếu gì đó, thế Tân nói vô mấy vựa thì thí dụ thiếu người ta, nó thiếu người ta cũng bù, nhưng mà không phải người ta cố tình cần thiếu, nhưng mà không biết như thế nào, nhưng mà Tân không nói thôi, chứ nói người ta cũng bù hết á. Còn mấy cái chỗ nào không bù thì thôi mới không mua, nghĩ chứ không vậy. Còn cô chú anh chị nào về cứ mắng vốn thẳng, nó thật sự ta không có buồn, tại vì cái đó là một cái để mà cô chú anh chị mình góp ý, để mình rút kinh nghiệm để sau này mình làm tốt hơn chứ gì chân á. Làm nghề buôn bán này mà thì ở nghề dịch vụ đi chợ thuê này nó cũng khó, thì 100.000 người mà đâu có người nào giống ý nào đâu. Thì đó Tân cũng biết, đây làm mấy năm nay rồi, nay cá ngát gì quá trời luôn. Đi xuống nhận tôm. Ơi tôm anh ơi, dặn tôm anh ơi, đám anh ơi. Hôm nay 12 con giá nhiêu vậy anh? Cao dữ vậy? Nay chạy gần vô chai rồi mà cao dữ vậy? Cao không mà lại ông, cái ông nói cao không à, chuyên gia luôn. Giờ ổng đâu rồi? Ổng đâu rồi? Rồi tôm 10 con nhiêu em lấy 4 ký 10 con nữa rồi. Hả? 10 con 27.000. 27.000 hả? Vô chai mai thứ bảy chủ nhật anh. Nghe lái tôm đằng chỗ bà Bốn đẳng nghe nó bữa nay tôm không lên luôn nè, mai không biết chợ trai bà nghỉ nữa rẻ hả? Sao hôm qua hơi rẻ hả? Hôm qua rẻ hả?
dựa đằng bà bốn đẳng ra bán la trời không lỗ. Với lại lên tôm trắng á, tôm trắng bán okay, bao đỏ ở đẳng lên tôm trắng bán rẻ hơn nó lỗ. Tôm phải xanh đỏ vậy mới được, lên nó mới chắc tôm, tôm trắng là thua rồi. Tôm 10 đấy hả? Tới 27 lần hả? Bữa hổm sau bữa nào tính tôi 300 chứ vậy? Bữa hổm bữa nào? Bữa chợ này thì bữa chứ không phải là bữa nào cũng giá. Em còn chờ em 4 ký 90 này đi. Với chú quần chưa gà, chú quần chưa gà hả? 170 con tôm 12 đi. Ừ. Thôi lấy 23 đồ rồi lấy cái kia bớt. Nhiều mà cái kia nhiều không nổi. 170 con mười mấy ký rồi. Hồi vô tôi gù ổng, ông bán vậy hồi tôi gù ổng bớt, tôi bớt ta. Vậy nha, nhớ chào em nha. 4 ký này nghe còn nữa, còn để em lật sổ ra cái anh mấy anh này mua mấy ký nữa nè, chưa. Coi. Thôi, hết ăn luôn rồi. Rồi, bắt đầu đi vô mua cá đồng, cá thiên nhiên của chú anh chị. Dựa này bán đồ thiên nhiên thôi, dựa này không có bán đồ nuôi. Đồ nuôi cũng có nhưng mà chỉ có mấy cái sập ở ngay nọ. Có đồ nuôi ít lắm nhưng mà vừa này bán đồ thiên nhiên từ xưa giờ có tiếng rồi chưa giờ. Em ơi, ra mình đến với nhau cái. Cái chi vàng đến với em gái bữa nay không có đến với anh. Ở lộn chứ. Đợi sẵn luôn hả? Nay nhiêu mà? Nữa, không gà bán 40 nữa, 45 nữa. Bán đại đi, bữa nay xài 10 ký rồi. Sao không được, bán rồi mà mình quen mà bán đại đi. Hả? Anh cũng xúc, ào 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 mà. Để 5.000 đó anh mướn người ta làm giùm cho khách hàng. Rồi gái dễ thương mới bán đại đi. Trời ơi, coi bự cái nào mà bán. Bữa nay vụ không được à. Nói chứ để coi nó bự cả nào của chú anh chị. Chơi vừa nha. Mới cho mình lựa, nó cho mình lựa thì mình lựa luôn ha. Bây giờ dựa nhà mà muốn lựa thì nào lựa. Dạ không là không ra súc thì mình tự lựa. Còn bạn hàng vô mua nó súc ào ào vô rồi đó. Bự thiệt, cá này bự hơn mỗi bữa. Chơi dừa, chơi thiên nhiên của chú anh chị à. À, cá này về nướng đi rồi làm mắm gừng để ăn cơm ha. Trời ơi luôn. Vô nó xuống đồ. Mà chứ mấy chỗ quen rồi nó bán không có bớt của chú chị. Nó giá nó bán à. Để giá ngoài biết người ta cũng bực bội. Tại quen quá, quen mặt quen cũng có lạ. Đúng không bạn? Quen quá là đâu có bán nó thấp đâu đúng không? Giá. Hả? Thẳng giá, giá siêu thị không phải không? Ít ruộng của chú anh chị. Phải là ruộng. Bao anh tên gì? Tăng chở cá. Tăng chở cá. Bữa nay không có ai mua ít ruộng hết trơn. Giờ cho lựa thì mình lựa xúc. Con nào bự lấy. Cá này. Cái chê này nè mấy cái dừa kia nó bán tới năm mấy 60.000 của chú anh chị mới đổ ít ít đó. Tại dừa này là mà nhất sáng mà bán không hết mấy sổ nè, cái đầu hôm thì mua mà cũng giá chuẩn rồi, giá chuẩn. Rồi. Cá này nó mạnh quá, sao mạnh của chú ơi. Nè. Mì. Rồi để tăng tác tăng lưỡi nó ngon lành nè. Giờ nào mà lên đến giữa mà giành giật nhau mới lên giá. Dạ hả? Bữa nay cũng 40.000 cá nục của chú anh chị ơi. Quá xịn luôn nè.
Chừng nào lên lên dựa, lên dựa dành nhật mới ấy hả? Mấy mấy lên giá phải không? Giảm giá cũ. Giảm giá cũ là 40.000, 40.000. 40k. Cái này người ta mua mà giá sáng mà ta mua sổ để chỗ cho trời, mua nguyên lưu á, mua lần nhiều mà mấy chục lưu á, hai mười mấy lưu rồi á. Mua giá nó giá bèo, có mềm. Cá nguội á. Cá ế bữa trước á, mua bán trời trời á, sợ nó la ghẻ. Để coi cộng bao nhiêu ký vô mà nước đá nhiều nha, bỏ đá nhiều thì nhiều luôn nha. Cá này cũng 40.000, bữa nay cũng là, ừ, đúng rồi, để cho nó về. Để cộng bao nhiêu ký làm nha. Con nào mềm quá đừng bắt nha. Để coi à. Lá có ấy không? Mặt má béo bên này giá nhiều. Rẻ là nhiều, 60 bao nhiêu? À, 60 rồi cũng 65.000 hả? À? Để lát về lên coi. Quá trời luôn. Cái nục rẻ mà ngon, cô chú anh chị ăn quá trời luôn. Xịn. Mấy chục ký. Cá này ta không có làm. Bịch năm đó. Thì ấy đi ghi cho. Ghi bông quăng cho. Cá này để bọc nước về cô chú anh chị mình chịu khó cắt mang nha, chứ để mần á nó không có ngon. Mần con cá nó hết ngon à, để nước về về nhà nó tươi xanh luôn. Đó. Chắc lẹ lắm, cá biển là mần lẹ nhất, thì cá sợ nhất là cá đồng thôi. Cá đồng mần khó lắm. Cá còn máu luôn. Học máu ra luôn, 5 ký. Cui là login ra. Mới cua thùng mới đập thùng luôn. Khui ra thôi. Chẳng 4 ký thì sao, ta không có đứa nhỏ thì sao? Ừ, bây giờ cái gì đó, còn mấy cái đứa này thì nó không ngon đúng không? Không ngon, không ngon được cho mấy, chứ không biết gì vậy. Không biết vậy, chơi luôn. Phải đi, không lẽ về không cắt cái đuôi cho mình sao sợ, lắm. Rồi, nói chứ giờ kiếm cái đứa nhỏ 4 ký không có, anh ơi, giờ mua đại con 5 ký mốt đi, dư 1 ký lấy giùm em luôn, chứ giờ kiếm cái nhỏ không có. Muốn ăn, giờ ăn cái lớn nó cũng ngon mà. Má trâu. Cá này cái gì anh? Cái cam. Cái cam kỳ vậy? Cái gì? Cái cam hả? Cái này. Không biết, mới hỏi. Hỏi cho biết. Mua nhiều quá, cả trăm loại cá sao nhớ hết nổi. Cá bả trâu nhiêu anh Tú? 80. Đồ chưa về để mua nữa. Nàng nàng xịn sợ luôn nè. Ừ, mới về luôn. Ừ, lụm vô. Quá ngon luôn hả? Con này tầm ký tới ký 2 phải không? Quá ký tới ký 2. Mấy ký vậy? Ký 2. Bây giờ cô chú anh chị mình mua 2 ký không được thì mua 2 con nha, tân tính cho 2 con hết. Chứ giờ 2 ký giờ có con bự, con nhỏ, nhỏ quá không. Nó đều đều vậy thôi mà khoảng 2 con, khoảng 2 ký rưỡi trở lại. Nang này mua về trời ơi. Anh này giá nhiều, bắt con nhỏ nhỏ đi anh. Vừa thôi. Rồi em làm đi. Hôm nay mấy nay nang tính nhiều rồi lon. Nang nay tính nhiều rồi. Nang 170. Ừ đó. Vừa vừa con vừa tí tí vậy. Bỏ một đầu thôi cho nó gáo nước cho nó dễ. Ơi con này nó ọc rồi, nó ọc rồi không được rồi. Bỏ đi. Cái con này cái túi mực nó bự lắm cô chú anh chị. Thấy vậy á, mới bữa mà Tăng mà làm bị ọc á thì nó bị sóc mực ra. Về rửa ra nó cũng tươi xanh nè, nó không có bị đen con mực mình nha. Đó, về lột hết da của chú anh chị để ăn khỏi dai cái đầu á, cái đầu về làm cũng phải lột luôn nha. Để cái dai
xịn này nhiêu ạ? Nhiêu xịn xịn. Giá cầu, giá cầu hả? Để em coi qua mua cá đuối, em quay qua để quên, họ quên cá đuối họ bà bán hết nữa. Quên dặn mấy con, còn con nữa. Con 3kg nãy có người dặn rồi. Đâu rồi? Anh. Con cá đuối, cá đuối 3kg nãy còn có ai mua chưa? Quay ra ngoài kiếm chống nợ hả? Trời ơi, người ta dặn hai con mà mua có con à, xém chết rồi, xém rồi. Cá đuối mấy này 180, bữa nay 180 cô chú anh chị ơi. Trời anh quay, lâu lâu có cái đẹp quay hoài. Trời ơi, cái... quá xịn sò luôn cái lưỡi trâu của chú anh chị ơi. Trời ơi, nó đã nè, nó đỏ lườm, đỏ lét luôn. Cá này quá xá tươi à. Nhìn thôi cũng khỏi cần bóc vô là biết cá tươi, nhìn thôi, nhìn trên màn ảnh thôi cô chú anh chị biết nó độ tươi nó cả nào ha. Đó. Để coi nhiêu ký. Bạn ơi, hôm nay cái lưỡi trâu sò giá nhiêu bạn ơi? Sò biết nhất, bự nhất. Sò biết nhất, bự nhất 160. 160 hả? Còn cá vườn vườn vô vườn. Vườn thì phải 140. 140 hả? Để rồi mình coi mấy ký bạn lấy. 140 thì 140. Không có cái gửi ở trong đâu nha. 150 à, cái đó đó. 140 là 140, để tao coi rồi không có 150 đâu. Cái này nhiêu ạ? Nó rẻ mà bạn. Nhiêu? 85 ngàn. Mới nãy kêu 80 chưa mua, giờ kêu 85. 80. Trời, con cá dính vô cái miệng dảnh dảnh lên thêm khúc nữa bây giờ tên đâu. Để coi mấy cái lưỡi trâu bạn ơi, mua mấy cái lưỡi trâu à. Gái đầy đủ. Anh Tú lụm giùm em hai cái nè, anh Tú ở đâu sầu sản nè anh Tú. 160 ngàn là lụm nè em ơi. Hết mẹ rồi đi. Ta mua có 2kg, nhà có hai vợ chồng già ăn không hết. Lụm ký 8 cũng được, để 2kg lát cho người ta. Mà lụm con ghe bự qua nó đủ rồi, 2kg rồi. Con bự bự của bánh cho bá kìa. Trời ơi, cá ngon. Cầm ăn đi. Chưa đủ, con nó đi. À. Con nữa, chưa đủ. Lửa trong kia ra. Rồi. Cái chín. Đây. Vô đây. Nụt gốc quá xá đẹp luôn, nụt gốc. Lóc này nãy nói nhiêu, 65 ngàn hả? Gốc này làm gì ăn ta? Cái lớn này chiên nữa. Má quá xá đẹp luôn cô chú anh chị, đẹp hơn qua luôn. Ôi. À. Xịn luôn, cái này giá nhiều giá qua luôn hả? Quá xá rẻ luôn rồi, có 65 ngàn má béo quá ngon luôn. Trời ơi nè. Cá này ta cũng sẽ đựng nước nha, ta không làm luôn. Làm nó dễ bể bụng lắm, cái bụng má này nó mỏng, cái bụng nó mỏng lắm. Xong về nói kia nồi. Để coi nhiêu ký làm luôn, cá đẹp quá, đẹp hơn qua luôn. Cá này ngon à, xịn à. Chê vô nhìn nó không có đẹp bằng ở ngoài luôn ha. Ngoài đẹp hơn. Đó, 65 ngàn, sao con cá này bị đuôi mắt hoài vậy? Chuột ăn hả? Rồi để coi cộng nhiêu ký làm luôn, 65 ngàn cô chú anh chị à. Cá chim bữa nay con nhiều 101 luôn á hả? Để coi họ bắt mấy con chim. Cá ngự ở cá ngự đây không có bán cá ngự bự chứ người ta. Cá ngự nay nhiêu? 60 hả? Nay rẻ rồi. Nó nhỏ không mà. Ngự nay ngon nè, cứng nè. 60k mỗi bữa, 65k bữa nay 60. Cá ngự lớn nữa mắc hơn cô chú anh chị. Bả chậu nhiêu ạ? Bả chậu 65 bán cho cố vô phải thằng bạn mà coi mấy cái
thằng nào má ngon quá nè ăn á. Có cá nục nhiều, ăn cá nục nhiều, cá nục nó béo béo người ta thích. Cá nục ăn cái gì còn béo hơn cá này phải không? Ngọt hơn không ta? Cá này cũng má béo đó. Ý là cá nục cũng béo mà. Chim, có mấy cái chim nữa, bắt mấy chim mà. Chim này 101, tươi, chim còn xanh nè. Còn xanh xanh này còn tươi lắm. Chim này nó dễ chốc dễ lắm, nó không còn nhiều nguyên dễ của anh chị. Nói vậy đó. Bự à, đóng này ngon à. Tiệm luôn á. Giờ là bán nhiều, 85 hay là nhiều? Cái đóng này, đóng tươi của chú anh chị. Cái đóng đông lạnh là mắt nó đục lắm nha. Đóng này, đóng xịn sò đó. Giờ bán 85 hay nhiêu? Con cá trong đó còn không? Ủa, cá đó cá dạc hả? Nó có cày rồi. Cày hả? Bán 85 hay nhiêu? 85 thì lấy 5kg đây. Mua không ép vừa đâu, để sáng lỗ la làng với tôi lắm là tặng vô mua ép giá nữa. Thế là mua mướn chỗ luôn cho nọ bán lum. Nín lát. Nín lát thì nước đá thì ngô dừa điện đài nữa. Nuôi mua nói chung là đúng giá vậy. Nè, cá ngon của chú anh chị. Để mà nó đâu có được. 5kg. Tại đang làm dừa trong đây làm chợ lâu rồi tôi cũng biết, thông cảm mua cho nó trang hòa với dừa với lại bạn hàng cho nó dễ xử. Mua ép người ta quá cũng kỳ. Bán lỗ cũng không có vui. Trăm hai lăm hả? Cái này lúc gà nó không quá lớn cô chú anh chị. Lúc hổm nó 160 luôn, 150, 160 luôn mà cá dài nó nuôi không kịp bắt nè. Nhỏ nhỏ còn nửa ký là cá này về chiên nha. Đấy, cái này có cà, chiên kho cà luôn đó. Có chiên kho cà. 2kg cá bãi chầu luôn. Cá khoai, đợi cá khoai mới vô đi. Cá khoai này cá khoai ngồi hôm qua rồi. Rồi bữa nay dặn cá bự không có, bắt lại chị hai con đi chứ sao vậy? 5kg 3. Ok. 5kg 3 con hả? Ra la. Kiếm con 5kg không có, bó tay rồi, nó này. Đây không có tầm bự về. Ừ, không có tầm bự. Hôm qua về có nhóc phải không? Tầm ra la hôm qua về nhóc. Cá bự hơn hôm nay không bự về. Đầu tuần có cá bự hả? Ờ, nó có thứ bảy chủ nhật nó hút lại nữa đó. Dạ. Hết hết cá bự không có. Hôm gà có cá hú ba mấy, cá mú ba mấy ký không? Không, bữa nay có về bự. Mà hôm gà có không? Ba mấy ký à? Anh muốn lấy, anh muốn có. Ba mấy ký mới lấy. Ba mấy ký là em phải nói trước để em đặt. Sáng nói chuyện với cô à, để sáng nói chuyện với cô à. Có gì sáng em phải nói chuyện lấy đặt. Sáng ba mấy ký mới lấy, trên 30kg mới lấy chứ giờ mười mấy hai mấy không có xài. Bây giờ còn mười mấy ký à? Còn mười mấy nữa. Đó, anh phải nói được chứ đừng đặt. Cá lăng, trời ơi, cá lăng bự. Gà bá luôn, mày không biết gà giá nhiêu nữa. Hổm, hổm mới lớn, mới lớn, 100.000. Thôi nè, cái gửi là vô xay. Nhà hàng nó xài cái này dữ lắm, cá lăng. Còn cá lăng khủng trong đây nè. Cá lăng càng bự ăn càng dai. Đó này 100.000 đổ lại. Cá này mua con về cái thái ra làm lẩu thôi chú anh chị. Vô lương ruộng, lương ruộng không gà không đến với nhau với em tiền. Nổi tiếng luôn cho em tiền, nổi tiếng luôn. Nổi tiếng hoài luôn. Hôm nay còn 2 sĩ hả? 200.000 hả tiền? Lương ruộng. Đó, lương ruộng nha. Bữa nay không ai ăn. Bữa nay không ai ăn ruộng hả? Nay không ai ăn ruộng. Hỏi vậy nè, cái người ta biết xong biết giá cái tối mai người ta đặt. Vậy đó. Mai người ta điện đặt rồi mai mua vậy đó. Đi tới đâu là người ta mua tới đó à, ngộ à. Đi tới đâu là quay con nào là có người mua con đó à. Tại nhiều cô chú anh chị mua những cái món đồ nhiều khi không có. Thì trong chợ này nó có, thì tăng quay tình cờ quay ngang á. Cái cô chú anh chị thấy cái đặt vậy á.
Này cái linh nè, cái linh nhỏ này bán nhiêu? Là nhiêu? Nhiêu? 150, 150. Ở cái linh này. Đó, cái linh đầu mùa nè. Nhỏ nhỏ gì kho lạc. Kho lạc bông lương điển, bông súng, chấm trời ơi, nhức nách luôn. Ăn nguyên con luôn, không bỏ gì trơn. Để khô đi làm. Cá này bữa nay không có cá lớn à cô chú ơi. Tại này cá lớn vô vậy không có. Hôm nay cá lớn 185, ở này là 175. Cá lớn hết rồi, lấy cái này làm. Lớn hơn cũng không có nhiều, hơn 10.000. Cá nục bữa nay nhiều, ở đâu cũng đẹp hết trơn. Quá xá đẹp luôn. Cái gì vẫn phải hỏi đàn bà của nó nữa. Ghê vậy. Này phải được cá không? Cái nục mộng nữa nè. Này có đục mộng rồi con. Đục này có mấy vựa bán, đầu kia không có bán đâu. Đục này nay nhiêu anh? Hai đó con ơi. Giá nhiêu ạ? 65.000. Đục này về chiên ăn nguyên con luôn. Bỏ hết trơn á. Cái này rẻ hả? Giá nhiêu? 65 à? Tào lao quá nội. Con này đục mộng. Con này đục mộng nè. Đục mộng giá rẻ. Giá nhiều. Giá ta? Trời ơi. 45. À. Này đầu đẹp không à. Quá rẻ luôn mọi người ơi, ủng hộ. Quá trời rẻ luôn. 45.000 về mua chiên ăn là nguyên con luôn, không bỏ hết trơn á. Ôi giờ này đó ăn uống rồi anh ơi. Tép nay nhiêu vậy anh? Giá cũ bao nhiêu? Nói cho biết. Mai à. Tép này đẹp quá vậy, ít chết phải không? Lấy 2kg với chả là 4kg cũ phải không? Qua lấy 4kg phải không? Là 6kg. Ăn cơm với tép hả gì? Ôi ăn với cá biển không ngon vậy? Trời ơi nè anh em ăn mì tờ mì gói, ăn với cá biển. Mì gói rồi anh ơi. Cái mồng má béo. Mua mì phải quay lên. Trang đầu bữa nào lại sổ đi quay cho lên trang đầu. Nè đâu kìa. Ờ. Nay có gì không? Có đầu đẹp không? Không có đầu. Xui vậy ta? Qua có đầu, mấy bữa nay có đầu không lợi còn. Trời ơi. Đi kiếm đầu lớn à. Nay đầu bực hôm nay không có thì gì ta? Có đầu không có đẹp con chú anh chị nãy giờ đi. Lên luôn bác thì có. Kiếm một bác đi. Hai mấy có đầu đẹp không? Tay dựa ở chợ này tân quen nhiều lắm. Có đầu ngon bác Tư? Xịn không bác? Hai xị hả? Chui chứ à? Vô cái đèn chớp. Đầu này đẹp nè. Hôm ngày có nhậu nhẹt không bác Tư? Giờ cái đầu. Cái đèn này chớp quá, nó không cho quay. Cái đèn này xịn quá, xịn sò quá. Ui. Đầu xịn sò luôn. Đó, nhấn bóc, nhấn phiếu luôn. Nó đèn chớp quá, tao không quay được nãy giờ, cái tắt không rồi cái đèn nó sáng quá, nó chói sáng. 170.000 cái đầu xịn sò luôn đó anh chị ơi. Cho mượn mấy cái đầu con coi đó Tư, để gần cái đèn nó chớp quá sớm sớm rồi. Đó, cái đèn nó chớp lại gần là nó chớp rồi. Nè. Tắt rồi, tắt rồi. Xịn rồi chứ không ăn cá lưới. Em mà mua hàng xịn chứ ha. Dạ có thùng 32kg nè, đem dưới đi. Cá mập 85.000 đó, kéo về đi. Cái gì, cái trong đó cái gì cái dành? Với cái gô miễn hả? Chết. Ba hai ký của hai nữ con ơi. Cái gô biển. Lấy cắt đó, đổ lại đi. Con cá đó mắc không anh bạn? Trên đó có chim ra cắt cho kèo chứ. Cá đó mắc không anh bạn? Cá gô quá. Gô rẻ rồi đúng không? Rẻ gô có hai mấy ngàn. Thôi sao rẻ gì vậy? Nó ăn dở hay sao mà rẻ chứ ta? Rồi. Thôi vậy cá này nó dở rồi. Cá gì có 25.000 vậy? Cá biển cũng 25.000 vậy. Cá gô sao rẻ như vậy? Lâu lâu mới có nữa nè, chứ cá này không có hoài luôn. Bè trang này mấy chục vậy anh? Giống cá phi quá ha. Nè, mà sao có 25.000 rẻ vậy ta?
Hả? Thịt thịt nó dở không? Kẻ dữ vậy. Dạ hả? Rồi rồi. Cái vỏ cũng hai mấy 20 ngàn à. Cái gì mà có 25 ngàn ghế vậy ta? Cái vỏ cũng hai mấy 30 ngàn à. Dạ hả? Nó cũng ngon vậy đó. Cái bè trang thì nhiêu? 50, 60. Để cái câu lên bàn ơi. Con nào? Con à, bữa nay con à. Bữa nay có con à. Con lấy đi, lấy lại con đi. Con nào đẹp lấy cho cô này, con này xịn hơn nè. Nào cũng cứng cho con cô à. Đó. Đó có ngộ mà, có thứ mà. Con này chắc cả 5 kg. 5 kg 2. Này cũng giá cũ 190 nè. Cá này cá xịn, cá câu trong ngày, câu mua gửi về Đức Hòa nè. Cô này thôi 4.3. Lao lao. Trời ơi, cái đèn mấy cái đèn. Sao em có bật trứng không em? Đâu là đây. Trứng không? Trứng hả? Trứng bao nhiêu ký lựa bấy nhiêu ký. Này hôm nay nhiêu ạ? Này hả? Này 201. Này cao vậy em thấy. Giá 10.000 rồi, hôm qua 220. Qua bán này 22 rồi. Nói nó giỡn cao mà chợ 29 nên mình tự hạ 10.000. À, mai hạ nữa phải không? Ngày mai ngày mai mùng 1 nhưng mà thứ 7 không hạ bán gì. Mai vô chai Tây Ninh rồi đó. Hết rồi, bữa chai nữa hết. Mai 30 à? Mai mùng 1. Mai mùng 1 hả? Bữa nay 30 à? 29 mùng 1. Trời ơi, thấy thiếu hả? Để anh coi nhiều cái còn lao nhỏ ở nay giá nhiêu? Lao nhỏ này 16.000. Nhỏ nhất kìa. Cái nhỏ nhất đó 14.000. Cái nào cũng hạ 10.000, cái này qua 17 rồi, 16 rồi, 15 rồi, 14. Nhỏ lắm, này 13 được rồi. Nhỏ lắm. 13 là đưa cho anh, 14 bán chợ đó. Để anh coi hình như lao nhỏ đã 6kg gì vậy. Có lao nhỏ dạ là lựa đừng câu. Qua nhiêu ta? Qua 35 hả? 40 hả? Nhiều. Lên gì lên dữ sao bán nổi trời. Năm món bự không? Nhiều nói nhiều. 60 sao ra nổi. Nghỉ ăn luôn á. 60 nghỉ ăn luôn á. Lên cái 20-30 ngàn. Ta thấy rẻ ta đặt chỗ này về thôi à. Vậy. Quá trời lên rồi sao ăn? Mua cái món khác đi. Trời ơi lên dữ vậy. Lên cái 20 ngàn sao ăn? Qua chắc thấy như 20. Mỗi 40 cái lộn, bữa nay lên 60 rồi sao ăn nổi. Tiêu rồi. Xong rồi. Cái gì vậy? Cậu nhiêu mà không hí. Càng trong đâu? Trong nhiều. Mấy ký kia nó định. Này nhiêu ạ? Rưỡi hả? Giá cũ hả? Bao hàng luôn. Đi vô. Ấy kia nó định chứ. Cái đi vô lôi kéo anh hoài, thấy anh nhẹ dạ cứ kêu anh hoài. Anh nó lấy 10 ký ngày nào cũng muốn qua lấy 8 ký này 10 ký ấy đi để kêu nó lựa đẹp. Có 2 ký. Đây trời. Bự nè. Móc nhiều mà hú hí. 70. Cái này tính 60 ngàn. Trời ơi. Cái này 70 ngàn, 75 ngàn. Móng móng ngày hôm qua ghẻ ghề à. Ừ. Vô đó cô đại. Anh
Kệ ảnh đi chứ ảnh mua chuyện của anh. Anh mua chuyện của anh. Thôi đi vô lựa cho anh 2 cái càng nhẹ. Đưa giao liền không? Mấy cái ngày cuối tháng này nè, mấy cái ghe mà vô mà để người ta cúng ghe đâu có chú anh chị. Cho nên người ta không có đi á. Cho nên đồ nó rất là mắc. Cuối tháng là cô chú anh chị để ngày mùng 1. Mùng 1 là người ta bắt đầu nghỉ rồi. Người ta đi vô mùng 2 người ta cúng ghe rồi đó. Mình không có đi mấy ngày đó mắc. Bởi bên này quá trời đồ mắc ốc. Ốc mắc thôi chứ mấy ghe đồ kia nói chung nó không mắc. Cá biển nó không mắc. Tỏi nhiêu anh bảy? Trời ơi, 320 ngàn. Le lưỡi, le lưỡi cho người trời. Trời đẹp quá. Nhiêu? Bán cho ký gửi đẹp rồi. Cái ghê không mua đẹp. Yên ổn á, mua bây giờ mình nhận ký mua mà không có mua giờ mua qua ký gửi hát vậy đó ăn ký không nhận mua giờ mua ký gửi hơn móc một ký là được rồi này 320 hả cái này cũng ký gửi luôn rồi đồ mắc thì ăn mắc thôi chứ anh chị biết sao giờ ra mua ăn mua ít ra la làng nữa. Còn ốc tỏi này này mập quá sẽ mập. Móng tay này mắc quá rồi không biết có nên mua không nữa nè. Lên cái 20 ngàn, hai mấy ngàn. Cái gì? Dụ. Hỏi gì anh muốn mua thì anh mua chứ hỏi ai giờ nửa đêm. Mắc quá mai anh bị nhận xíu thôi tại chợ búa mà tăng nói trước mua theo giá chợ tính tiền công thôi chứ tăng không có ăn kê lời chẳng nhiều khi cái sáng người ta chưa coi clip của tăng á xong rồi cái nói sau kê lời lên mấy chục ngàn tội nghiệp tăng nữa 2 ký rưỡi cho em nhiều lắm luôn này như trên kia không bớt được không hả bán 65 giờ bán này là giá này trên kia cũng kêu anh mà anh chưa mua nữa mua mối hàng ngày luôn lên em vụ quá trời vụ có mấy con không đầu bó vô chi trời mấy con không đầu này bó vô trời ơi, nặng kìa nặng anh nặng không có đầu em nặng cái xì ra là hay thiệt chứ đâu nói chứ không có đầu là nó đất ở trong mà đúng không nói chơi nói thiệt nói chứ không có đầu không có đầu à. Không có đầu nặng đất ở trong không à để anh coi nhiều ký mua vậy? Sẵn mua càng ghẹ mua luôn sách luôn chỗ cái móng tay này tự nhiên nó lên tới 20 ngàn ký nên bữa nay tăng không có ăn lời nhiều thôi lấy lại tiền đi tới đi lui 5 ngàn thôi nè 5 ngàn của chú anh chị cái giờ biết sao giờ quá trời mắc rồi chị lên cái 10 ngàn nữa cô chú anh chị mình ăn mắc tới 30 ngàn lần thôi kệ ăn lỡ mua lỡ đơn thì mua chứ giờ đợi tới qua chai luôn nó mới có ghe đi lại nó mới rẻ lại nha giờ lỡ xui rồi bữa nay có cái món để mắc rồi 270 nữa rồi má gì đâu bự nhỏ xíu chứ bự gì trời lưng này nó mập trời lưng kia mâm vàng dạ lên cái gửi nè lửa càng ghẻ xong chưa bị em gù rồi nó chơi mua chỗ đó dễ gom đồ tại lát đi gom cực lắm tại nó nào có đủ đồ mua chỗ luôn đi gom là 1 ký rưỡi thôi em ơi 2 ký càng ghẻ với mớ móng tay qua anh bảy luồn mới nữa đó nó gần dễ gom đồ của chú anh chị để mà không đi một chỗ 1 ký 2 ký 1 ký 2 ký đi mà giáp cái chợ này một xíu là sụi cái chân luôn có mỡ anh Toàn ơi còn là ốc mỡ
Nhận vô phải không? Nhiều rồi anh. Hả? Nhiều mấy xị? Xịn sò luôn. Nhiều hả? Nhiều. 3,5 hả? Dữ dạ, cao dữ dạ, bớt không? 7 đứa lại lên đây không? Có một dài nha, chứ không phải cắt nữa hả? Ốc này đều con luôn hả? Nhiều quá. Đều. Bắt cỡ xong rồi lựa cho mày đều con. Chứ đâu phải gì đâu, cái này mới năm mà. Nhà mày chịu cái xây cái này cái gì? Đây là cái này. Người bắt đều đều con được. Đây là cái này. Này nhỏ lắm. Có bớt nữa không? Mua mấy ký rồi? Không, bao giá luôn. Bao giá luôn hả? Sò mai này không có luôn á hả? Không có sò mai trắng 80 ngàn. Sò mai trắng ấm nhất ăn gì? Đấy coi nhiêu ký mỡ. Mỡ hôm nay biết rồi, mới lộn. Ốc rồi mắt. Mình nấu mỡ vàng nha. Mỡ vàng không? Lựa bự bự cho. Không nhìn cái màu luôn á. 350 ngàn thôi chứ gì hả? Bác đây bác đều đều con, để con coi nhiêu ký. Này nhiêu? Con này 2 con. Hai lửa luôn hả? Có bớt không? Có bớt không? Này, cái này đâu có lông nhung đâu hả? Lửa cầu đi. 3 kg vậy? Này lấy lửa chung mình. 22 luôn. Lửa luôn. Sợ lông một cái lửa luôn. Lậu mắc quá. Lên YouTube bán luôn. Bán người luôn hả? Chưa có chồng đúng không? Thiệt hay giỡn, tôi quay em tôi gả cho bên Campuchia chứ rồi. Gả qua Campuchia luôn chứ rồi. Gả thẳng thôi chứ. Rồi. Lụa bự quá, quá xá bự. Người đẹp ơi, lụa nhiêu người đẹp? Lụa lớn. Nhiều. Lấy 35 được không nè? Được, anh gần 50 ngàn. Cái này kêu cao, cao. Ở kêu 40 ngàn nè. Này lớn. Lớn. Lớn hơn mà bữa của anh chị ạ. Lớn hơn nhiều. Nè, còn cái này nhỏ nè. Nhỏ, nhỏ này 25 hả? Nhiều. Hôm nay 30. 30, bữa nay 30 hả? Nay lên 3 ngàn, 5 ngàn đúng không? Ừ, 2 cái đồ. Rồi, để coi như ký. Làm luôn. 4 ký. Nay bà chủ bán làm quen. Đây là bán làm quen chứ 40 ngàn bà chủ ra không cho bán nữa nè. Cái này đồ cao quá bà chủ, rồi sáng đây làm bông lái la làng nữa nè. Bán lỗ luôn thêm mấy ký nữa đủ rồi đó. 14 ký bự lớn luôn, 30 ngàn đúng không? Sò lông lai nè, màu đẹp luôn. Hình như là lấy cái này, cái này còn hơn hả? Này là thôi lấy cái đó được rồi. Cái này mập không? Nhỏ rồi, nó coi nhiều chỗ. Cái này bọng người ta. Có con còn sống nữa hả? Dạ, có con còn sống nè. Cái này thì nó ốm nha, Tân nói trước coi chú anh chị. Đây giá rẻ thì sò lông kia nó tới 100 mấy 200 ngàn, mà cái này có 30 ngàn, thì cô anh chị biết là cái giá nó chênh lệch như thế nào, nên tiền nào giá nấy của nó đấy. Để coi lấy hình như có 10 ký gì đó, 10 ký gì đó. Có bớt nữa không? Rẻ rồi. Làm cho 10 ký vậy? Dứt luôn 10 luôn. Đại đi 10 đi. Này nhiêu lớn hả chú mời? Nhiêu biết là nhiêu? Hả? Chị nữa. Cái đó nhiêu? 90 luôn hả? Cái loại thường thường đâu? Bình thường 75 đó. 90 mới lớn, 90 chứ. 75 cái sàn nữa hả? Ngủ chùa bá luôn hả? 190. Rồi 30, 40, 20, 30. 40, 50 đủ giá hết trơn. Cái này nhiêu chú mời? Cái này 70 hả?
thôi lấy nhiêu 75 ngàn, thường thường ngày xài đi 75-5 ký, bịch 5 bịch 2 đi, làm liền luôn. Lụa này cái này mắc không ta? Lụa này nó nhỏ. Lụa này nãy giờ bán nhiều biết không? Nãy giờ bán nhiều biết không? Hỏi giá rồi chứ giờ bữa nay là lụa cao chắc rồi. Đấy mua rồi. Này không có mai xanh, mai vàng không à? 30 không? Cũng lụa nhỏ không à? Nay nó mới vàng xong mới đi. Mập lắm, hôm nay nó 7 ký chứ mọi. 7 ký, 7 ký, 70 luôn ạ. Khoai, khoai, khoai đi. Nãy giờ đi giáp chợ hết trơn, bữa nay không có cái khoai lớn không? Ai như chị đẹp. Trời ơi, bán em rẻ dữ vậy đó hả? Thiệt luôn hả? Thôi, được rồi, em biết mà. Lấy cho em coi 4 chắc 11 ký hay gì để em coi hốt coi. Này cá khoai đen chứ không phải cá khoai màu trắng kia của anh chị ơi, mà cá này cá mới nha. Tại hồi nãy cá kia là không ấy. Không. Chưa để em coi cộng nhiêu ký hay chị hốt. Con nào xấu? Từ từ đừng có làm, đừng có dội. 100 ngàn hả? À? Này kiếm cá mực. Biết rồi. Mua 3 con à, 380 à, chim giang à. Mua 3 con bự à, nó nào có con nào bự hơn nữa không? Hai con bự à. Mà lấy anh 3 con đi ngon nghe Giang. 3 con. Không có bự cái này nữa, không có chim giang của chú anh chị ơi. 380 ngàn mà nhỏ rồi nè. Dài nó đi xuất khẩu hết rồi. Chim này mà Trung Quốc mà nó ăn là không có Việt Nam ăn đâu, còn ăn chim nhỏ không đó. Trung Quốc nó ăn chim bự không à. Vô luôn bà chủ vô luôn. Cái dầu chó. Con này là ăn nhiêu? Này mua thì nấu canh chua được không ta? Thôi mày ngon hả? Lát mua mấy con ăn rồi. Nấu canh chua được không? Cái này có trứng hay gì ta? Bán thử con này ăn thử ha. 70 quá Giang, mua về ăn ha Giang. Bán cho anh 2 ký sa ba xịn này. Xô luôn chứ không có ấy hả? Cá, bán xô mà. Nó lớn nhỏ không có lựa ra cô chú anh chị ha. Không có lựa đâu, bán xô mà đầu Cà Mau lên bán xô mà. 220. Chuối nhiêu ạ? À? Chuối nhiêu ạ? À? 50 ạ. Thấy con này đẹp ơi. Vô nước luôn đi, con này cái bụng nó còn mỏng hơn con bạc má nữa. 3 ký với 2 ký. Cá hố bữa nay quá trời bự luôn. Cá hố này 150 hả? 150 hả? 101 hả? Vậy nãy hỏi nhiêu rồi nghe. Làm chưa? Cô có nó lấy chưa? Bự thì giá nhiêu? Là nhiêu anh? Là 300. Xịn sọ luôn, gửi đi Mỹ có 300 ngàn. Chị này mới mốt chỉ về chỉ mua nè. Lấy em 2 ký rồi. Có loại 300 mấy bự nữa hả? Này nhiêu con anh? Nó là 4 con. Con là 2 ký. Kiếm thằng lớn tối giờ đợi tối giờ. Hôm qua là buồn cái em bán cua này ghê luôn, buồn nha cô chú anh chị. Ây da, hôm gài là làm em ngu không có ai nói gì. Bữa nay hôm qua sao mà lấy lên cua nhỏ hay sao, đưa cua nhỏ không bị mắng vốn quá trời. Nói 10-12 con mà đưa cho mày tới 15 con mấy em kia la làng đó. Cái này tại Tân hôm qua cũng wow với lại tin tưởng, làm quá
hồi nào giờ cũng làm đàng hoàng lớn không mà hôm qua cái mới sao đưa cua nhỏ, còn hôm qua có con anh kia mua hai cái cua xong điện không bắt máy luôn, rồi xong rồi cũng may là có người đặt 2 ký cái xong rồi tân đem đi giao luôn, chứ hôm qua chút xíu nữa là ăn hết 2 ký cua hết triệu bạc rồi. Cũng kỳ, đặt xong rồi điện hoài không bắt máy, thấy đổ chuông bắt máy xong rồi không nói gì luôn. Có 2 ký cua mà cũng kỳ quá. Tân thì 1-2 ký ví dụ như mà còn giữ hàng lại thì không có sợ bị bom, ví dụ đăng lên cái status cái xíu là có cô chú anh chị ủng hộ liền rồi. Và mắng vốn em cua này mới được. Em cua này bữa nay một lần nữa là anh chia tay với em luôn. Cua chia tay với em luôn á. Đừng có nói là sao anh vô tình. Em ơi, cua sao em? Bữa nay hôm qua em làm sao mà để anh bị la dữ vậy em? Chết anh rồi. Chết anh luôn. Chết rồi. Anh là tin tưởng em hết em luôn rồi, em làm gì chết anh luôn rồi. Lâu lâu để cho sản phẩm bữa chứ. Không có, đâu có làm vậy được. Anh là phải đâu đó đàng hoàng, uy tín luôn. Cô nhỏ không có nói anh tiếng. Chết anh luôn. Bữa nay là bự ok đúng không? Bữa nay bự của chú anh chị ơi, bữa nay phải kiểm hàng chứ, bữa nay nữa mà em làm vậy hoài chứ anh mất uy tín rồi, chắc anh chia tay với em luôn á, là chia tay khỏi nắm tay nắm chân nữa đâu nha. Bữa nay sao đóng cái thùng bự vậy? Hôm nay bự cho bá luôn nè. Đó. Hôm qua ta không khui thùng cho tôi luôn, làm về bị chửi quá, chứ xá chửi, em làm thì chết anh luôn. Đó, đó, hôm qua bắt vậy không đi đâu có bị chửi đâu. Rồi. Hôm qua còn xém bị bơm 2 ký cua nữa kìa chứ ở đó. Điện không lấy. Điện không có máy. Ai biết người ta. Xíu nữa ăn luôn rồi đó. Rồi để lấy cua về đóng sáng rồi. Đó mắng vốn rồi đó, thấy chưa cô chú anh chị, đâu phải tại tăng ấy mà tại em này, tại nào giờ nói thẳng là em này làm đàng hoàng lắm, không biết sao hôm qua làm ăn kỳ khôi vậy đó chứ. Chứ hôm qua đóng thùng rồi lại nắp về đang đâu có coi lại. Lô bu quá, tin tưởng như mỗi lần như trước vậy thôi. Nay bự rồi. Nay cũng y vậy luôn. Cá cơm anh hai ơi, má quay qua bữa nay mua anh hai ơi. Cá cơm, cá lòng tông nhiêu? Lòng tông nhiêu, cá cơm nhiêu? Hả? Nay tới 160 luôn hả? Cái 2 kg lòng tông. Cái cơm nào ngon? Cơm nước ngọt á. Cơm nước ngọt này hả? Nay giá nhiêu? Cái này cho em 65 ngàn đi chứ mà bác. Hai ký. Cái này còn bụng được không? Bây giờ nó chợ nó không có đồ đó. Thôi giờ lấy cái cơm này thôi. Lấy cái đó thôi, còn cái này nó còn siêu. Trời ơi. Hả? Đây. Hàng này bây giờ 25 con không có, giờ 23 con luôn. À chắc không. Hả? 23-24 con. 23-24 con hả? 30 rưỡi bán 34 à. Nó rẻ hơn được hả? Cái kia 10 ngàn. Đợt này đâu có tầm lớn rồi. Tầm lớn thôi. Mà tối mua được mấy ký tầm lớn rồi. Giờ kiếm để một kiếm 25 con mua hồi tới sáng luôn. Hả? Tối mua được mấy ký tôm lớn rồi. Tôm lớn rồi tối mua 350 rồi, tính ra rẻ rồi đó cô chú anh chị. Mà bây giờ tôm 23-24 con rồi, tới 350 luôn. 350 mà bớt được 10 ngàn. Đó mà. Rồi hôm nay thì Tân quay tới đây xin kết thúc cô chú anh chị ơi. Thì hôm nay đi mua đồ cũng xong rồi mà cũng còn thiếu 1-2 đơn hàng, tại vì nhắn trễ quá, nhắn giấc khuya đó, giấc tối 9-10 giờ Tân mua không kịp, thì cô chú anh chị mình đợi hôm sau nha. Thì hôm nay Tân quay tới đây để cô chú anh chị mình cập nhật giá của hải sản chợ Bình Điền hôm nay, thì tới đây xin kết thúc clip. Cô chú anh chị nếu có thích kênh thì bấm cho Tân một like nha, và một lượt đăng ký để theo dõi những video tiếp theo cô chú anh chị.